Xin chào quý vị đã trở lại với video giới thiệu sản phẩm tại Phyton Audio. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một cặp loa của hãng JBL. Đó là cặp L300 Summit huyền thoại đến từ Mỹ. Vâng, thưa quý vị, trước màn hình của quý vị cặp L300 Summit hàng bên em mới về trong tình trạng rất là đẹp. Và đôi này thì được rất nhiều anh em Audiophile ngưỡng mộ bởi cái chất âm của nó rất hay, tiếng bass ra sâu và đặc biệt là phối ghép rất là dễ ra được tiếng bass hay. Vâng, và nó có cái kích thước thì cũng có clip trước em giới thiệu rồi, thì hôm nay em cũng xin giới thiệu để quý vị nào chưa xem thì cũng biết thông biết qua cái thông số của nó. Con này thì nó có chiều cao vào 81 cm, chiều rộng thì vào 59 cm, và chiều sâu đấy, vâng, chiều sâu phía dưới chân của nó tính cả mặt căng cũng vào 59 cm. Tuy nhiên thì phía bên trên nóc của nó thì nó làm vát lại phía sau, thì phía trên nóc của nó là vào sâu cả mặt căng là 49 cm. Và được sở hữu một cặp tép 077, quý vị thường hay gọi là tép kim cương đấy ạ. Vâng, em đưa máy lại gần một chút để quý vị quan sát. Đây, sở hữu cái chiếc tép này, quý vị thường gọi là tép kim cương, và một chung kèn có tán âm phía ngoài cộng với một chiếc bát 40. Tất cả ba chiếc loa này thì đều sở hữu 5 châm Anico quý hiếm. Vâng, và con này thì tình trạng vỏ còn rất là đẹp. Đấy, quý vị nhìn cái vân của nó, vỏ rất là đẹp. Bên phía bên trên nó thì nó có miếng kính. Dòng này mới là dòng loa nhỏ, ví dụ như L65 nó có kính để chất nóc. Em đưa chậm một chút, quý vị nhìn cái vân của nó. Vân gỗ nó rất là đẹp. Đây, có sườn bên này. Cái hậu loa này về thì em bận, em cũng chưa kịp thay cái cọc loa, nó vẫn là cái cọc zin, bận chưa thời gian để thay cái cọc. Quý vị nào thích thay sang cọc bắp chuối để cắm cho nó tiện thì thay, mà nếu mà có rắc mỏ chim rồi thì quý vị dùng luôn cái rắc này. Cặp này thì bát của nó là màu da bò, thuộc xếp vào dòng hàng hiếm. Dạ vâng, thưa quý vị, thì với tình trạng cặp L300 Summit đẹp như này thì hiện tại Phyton Audio đang chào bán với giá là 138 triệu, quý vị nhá. Quý vị có nhu cầu muốn được sở hữu cặp L300 Summit đẹp như này thì xin mời điện thoại trực tiếp cho Phy thuật Audio qua số 0943889788. Quý vị nào ở quanh khu vực Hà Nội thì mời qua xem trực tiếp và cảm nhận cái chất âm tuyệt vời của nó. Và nhà em ở cách thị trấn Thường Tín, Hà Nội 1 km. Quý vị nào muốn xem cái hình ảnh chi tiết thì kết bạn Zalo, em cũng dùng cái số này, em được gửi chi tiết này. Và sau đây thì em sẽ đấu cái cặp L300 Summit này, em cho con Maxitox MA9000 thổi cặp này, mời quý vị cùng thưởng thức.
buồn vì trời mưa hay bão trong đêm, đã mấy thu qua tôi vẫn đi rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền dỗ con nhớ con muốn. Khi lớn con đi trên vạn giới thiệu sản phẩm tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì xin mời bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất mà Fitur Audio thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.